chỗ nha ông. Đây đây, đất của anh đây. Tiếp lên. Đây, cả cua anh mới đủ. Ủa đây à chú? À, đến sát cái vườn chuối này, anh chui mẹ ở giữa chúng. Wow. Hơn 1000 mét. Rộng để con. Ê, chú Tuấn ạ. Ui dồi, thế này thì muốn vào chơi cũng chả biết được. Cháu chơi nhìn cái vườn chuối này, chú sâu vườn chuối. Nhưng mà ví dụ bình thường nha, đi nó phải lộ ra thì mới vào được chứ. Lộ cần gì phải lộ, đồ giấu thì mẹ còn đéo cho ai xem. Mày nhìn đồ tao thì mày kinh người luôn. Thế thì... đồ quý này. Thôi xuống nhá, xuống được chưa? Xuống thì... xuống. Bao nhiêu cái của tôi. Ui. Ừ, thay đổi nhiều quá nhỉ. Ui ôi. Nhưng mà đi em cũng lần này rất tưởng là Thanh Hóa. Đâu nước ấy. Ui đây đây chú. Ui. Nay mạnh được quay vào về đây. Rồi tin đâu rồi, tin đồn đã là ơi chú gì nhỉ? Chú ơi, chú phụt ít nước vào đây cháu xem là cho nó nổi lên đây nào. Bể đá này phải nổi nước vào mới nổi lên chú nhỉ? Hôm nay mấy anh em qua chỗ bác Tuấn thầy chùa thì tôi làm cái video này tôi quay cho quý vị và mọi người. Đái này theo chụp lên hơn đấy. Dạ. Đái này theo chụp ảnh lên hơn đấy. Không chú cho nước vào đấy, nước nổi lên đấy. Đấy. Thấy chưa? Đấy, ui giời. Rõ cực kỳ luôn. Hàng khủng thế. Khoảng độ từ những mười mấy năm. Nó già đến tung tay cảnh. Năm điền hạt là như nào chú Tuấn? Ngày xưa là cây hạt. À. Trồng từ nhỏ trong chậu à? Đúng là cây nó cứ lên cây bằng hạt chứ không phải cắm cành. À. Chú vừa mới cắt đây chứ nhỉ? Ui ui. Hái cho mấy bộ ổi đi. Quá đẹp. Tháng nay hái cho anh mấy bộ ổi đấy. Để ăn luôn cả. Ổi mới khế nhá. Cốt rất là tuyệt vời, rất là đẹp. Cây cổ nguyên bản đấy. Cái này chú cũng chưa cho đi ra ngoài á? Chưa bao giờ. Không cho xuất hiện.
Đấy, con này thì sẽ còn bị chia hạt. Thế mới là bộ ba phút lục ngọ thì nó là ông phút. Nhìn đi. Cái này Nam Điền zin đấy chứ chú Tuấn. Xanh quê nhưng lá và thân thiết các chú đẹp hơn, răm dày hơn Nam Điền. Quê á? Ủa. Bà kể cả ba con. Quê búp đỏ nhưng răm riết chi răm dày hơn cả Nam Điền. Ủa. Chưa. Dạ, tí nữa cháu phải quay cả mặt sau này. Vâng. Cái đây. Cái kia là quay nốt cả mặt sau. Bộ ba đồ cổ đấy. Đây là đồ cổ Minh Đạt. Tôi nói lên. Chỗ này chú cũng có cái hồ điều hòa, chỗ này đẹp thế nhờ. Tí nữa cháu được ăn ổi mà mùa bưởi sang tháng ra đây nhá, mẹ toàn bưởi diễn. Đẹp thật. Toàn cây mười mấy năm. Này mẹ nó để nhà chúng nó nhất vườn. Tuyệt vời, thưa quý vị và mọi người. Tôi sẽ phải quay thật kỹ, chi tiết. Anh Hạnh ơi, ra đây nhìn. Em nhìn cái con trước em định bê về. Sao mà nó cứ bảo anh ra đây anh nhìn xem cái con trước của anh. Bây giờ nó gấu lắm Hạnh ơi. Mẹ lúc nào mày mẹ liền mẹ nó bê. Đây, bây giờ tôi sẽ quay mặt sau cho quý vị. Những tác phẩm đỉnh cao của chú Tuấn Thầy Chùa, hay còn có biệt danh khác là Tuấn Bom. Xanh quê, thưa quý vị và các bạn. Đánh rồi. Đây. Tôi quay cái cây này mặt sau cho quý vị và mọi người xem. Thật sự luôn là đỉnh cao ạ. Quá già và đẹp. Cây phải nói là độ già nua thì khỏi phải nghĩ.
địa y bám từ gốc đến ngọn. Đều xanh quê mà tuyệt vời. Rồi đây, tôi quay cái đằng mặt đằng sau cái cây này cho quý vị và mọi người xem. Đúng là hôm nay là cái có cơ hội để quay cho quý vị những tác phẩm kinh điển đấy ạ. Chú Tuấn bảo chưa bao giờ cho ra ngoài triển lãm chơi. Trời ơi, đây bác ấy còn có cả một cái hồ điều hòa. Quá tuyệt vời. Hồ này mà tưới cây thì khỏi nghĩ luôn. Rộng, mênh mông à. Đây nhá. Tác phẩm này quay lúc nãy mới quay được mặt trước này, giờ quay về mặt sau cho quý vị và mọi người nhìn.
đường ấy. Thì không phải đương nhiên mà. Đây, mặt đằng sau. Đẹp cái gì đẹp quá. Đẹp nhờ chú nhờ. Con này là con nào đấy? Phải nói là tuyệt vời quý vị ạ.